Lo anh em, lại là mình đây. Bữa nay mình tiếp tục lên clip cho anh em nữa. Nay mình có cái em máy này, mình quay lên rồi mình thanh lý cho anh em luôn ha. Để về mình bán luôn ha, vệ sinh vậy đó. Anh em nào yêu thì kết nối đam mê, còn yêu thì xem chơi vui thôi. Ha, bán giá thanh lý mà. Tình trạng để trong kho lâu. Bây giờ là hết định kỳ, thanh lý luôn. Chứ ngoài ra là mình thấy chưa có làm nổ gì hết nha, mình bán giá không nổ luôn ha. Đó, tình trạng là mình thấy nó gì. Quá bụi ha nè. Chùi tới đâu là nó mới tới đó. Lần chị An nè. Đó. Bù giật riêng là còn hết luôn ha. Ấp lam là riêng. Băng xích là còn xài được luôn nha. Sức xèo tháng 7 năm 2020. Rồi. Đồ đạc thì mình bao anh em là riêng hết nha. Lọc gió còn gì là hiểu nha. Tem đích là còn luôn. Xăng liền đẹp. Có chữ nổi luôn ha. Đây thì bị mẻ xíu, trong thời gian bị rượt đuổi trong rừng thì nó có mẻ chút xíu. Máy này nó hẳn ra là kiểm lâm nó bắt, bây giờ ấy thanh lý luôn, mình đi đấu giá với mình thanh lý luôn. Còn mình hãy mình dọn nổ lại thì mình bán giá khác ha. Còn giờ là bán thanh lý cho anh em về xài hoặc là dọn lại kiếm chút cháo, tiền cà phê, chơi vui với anh em vậy đi. Tay cầm là riêng ha, tay thắng cũng riêng ha. Băng xích đồ là bóc bóc luôn ha. Máy này mình nghĩ rửa ra thì chắc con còn con quá. Bu riêng mà còn vậy mà. Mặt tiền đó, tiền là siêu VIP. Ấp làm riêng nè, 28 riêng còn mình chưa có vệ sinh gì hết nè. Nước Rambo mà còn xanh lét luôn ha. Tại vì để lâu rồi mấy anh em để kho cũng hiểu rồi. Hơi là tê tái con gà tre ha. Đó. Mình test hơi cho anh em nghe luôn. Đó, đó, đó. Xăng con đồ đầy đủ hết nha. Rồi. Thử hơi đồ gì hết. Nồng, dên, bạc, bê tông, bình xăng con, bao anh em riêng. Nói chung là máy này riêng đét hết đó. Cái gì lô à, mình tặng cho anh em con máy này luôn nha. Rồi. Mà không có vệ sinh, để bán nguyên vậy nè, không có nổ luôn. Châm xăng vô mình nghĩ là nổ thôi. Nhưng mà mình bán vậy nè. Đó, anh em nào dám chơi thì chơi. Rồi, thanh lý cái đầu này luôn nha. 5 triệu. Nhận chuyển khoản không ship COD ha. Rồi, 5 triệu cho cuộc tình này. Nhận chuyển khoản và không ship COD. Nó rõ luôn. Cho anh em về dọn lại kiếm chút cà phê. Còn anh em nào muốn mua cưa thì cứ về đổ xăng vô đây rồi nổ máy thôi ha. À, cái máy này là mình nghĩ là tặng luôn, bỏ luôn to thôi. Rồi 5 triệu nhận chuyển khoản ha. À, anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Thank you quý em hết. Chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn anh em vào clip sau. Bye bye. Số điện thoại thì mình để dưới phần mô tả ha. Và đặc biệt là mình chỉ nhận chuyển khoản với con máy này ha. Mình không ship COD, mong anh em cũng thông cảm cho mình. Rồi. Quá VIP cho một cuộc tình. Ok hết. Rồi bye bye anh em.
hẹn anh em vào clip sau. Bye bye.